Tham gia Hội Báo Xuân Giáp Thìn năm 2024, có 10 gian trưng bày báo xuân của Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học Nghệ thuật. Hội Báo Xuân tỉnh Hưng Yên gắn nhất sinh hoạt văn hóa, báo chí đặc sắc, góp phần tôn vinh văn hóa đọc nghe nhìn, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh, tạo cơ hội để các nhà báo trong và ngoài tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết, qua đó góp phần khích lệ đội ngũ cán bộ phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, sáng tạo của các tác phẩm báo chí, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.